Vì hạnh phúc là do ta chọn, hãy nói ra những nghĩ suy trong đầu bấy lâu nay. Chẳng còn dấu mềm vào trong màn đêm mù tối, ngoài kia ánh sáng dẫn lối ta đi về phương trời nào. Sống vào chính mình, trao nụ hôn tay ngàn lời muốn nói, dù cho ngày sau thế nào, như ngàn lời tim muốn thép cả. Nắm tay mình bước đi hết con đường dài, dù lắm trong gai, chẳng cần biết đến tương lai ngày mai. Mặc cho nhiều người có nói ta chẳng hạnh phúc đâu, sẽ chỉ là những nỗi đau. Chẳng cần phải để ý, ta vẫn sẽ yêu, ta sẽ mãi yêu. No 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 no. Nếu yêu là sai, vậy người hạnh phúc trên đời là ai? Đừng ngần ngại. No. Đồ, đồ nghiệt xúc, đồ, đồ bệnh hoạn. Đồ bệnh hoạn. Đồ bệnh hoạn. Mẹ mày, để ra cái loại bệnh hoạn như mày, nên bây giờ phải chịu quả báo. Nằm bệnh một chỗ đây, mày biết không? Hôm nay nhất định phải tìm được việc làm. Nhân viên văn phòng, lương 7 triệu đến 10 triệu, làm giờ hành chính, địa điểm Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Xa quá. Khu đô thị Bắc Hà, Hà Đông, Hà Nội. Linh Hoàng. Anh Lâm với cả Bảo về rồi đấy à? Hôm nay anh học chỉ có 2 tiết thôi, nên tiện đường tôi đón bà bố nhà tôi về luôn. À, hôm nay không đi làm à? Em nghỉ việc ở chỗ đấy rồi. Sao? Thế đã tìm được việc mới chưa? Dạ chưa ạ. Dạo gần đây việc làm cũng khó tìm. Em gọi điện cho mấy chỗ mà người ta cũng chẳng nhận. Không nhận. Khó nhỉ? À, anh, như quán mình đang cần tuyển thêm nhân viên đúng không? Hay là thử xin cho Minh Hoàng xem sao? Đấy. Thì em có muốn làm trong quán trà sữa bọn anh không? Quán trà sữa bọn anh đang cần tìm nhân viên phục vụ kiêm giao hàng đấy. Cần ý, anh gọi điện xin ông chủ cho. Hay là thôi, em nhờ vả hai người nhiều quá rồi. Thôi đi, khiếp. Mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, đúng không? Đúng rồi. Quyết định thế nhá. Lát anh gọi điện xin ông chủ cho nhá.
Em cảm ơn. Đấy. Bye bye em. Bye bye. Anh Long, bọn em chỉ là hai đứa đến đây làm. Anh có thể nghe bọn em nói chuyện một lúc được không? Em xin lỗi, nhưng anh hãy nghe bọn em nói chuyện đã. Còn gì để nói nữa à? Chẳng phải là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Mày không có đủ tư cách để nói chuyện với tao. Làm gì có thằng em trai nào đi cướp người yêu của anh trai mình. Mà cũng đúng thôi. Tao với mày cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, có ruột thịt gì đâu. Tôi không phải thằng khốn. Có chuyện muốn nói ạ. Bạn em rời bỏ anh mà. Tại sao em lại chọn nó? Anh có điểm gì không tốt bằng nó chứ?
Alo. Dạ. Em chào buổi sáng anh Long ạ. Có chuyện gì đấy? Anh ơi, em thấy quán mình đang cần tuyển nhân viên phục vụ kiêm giao hàng ấy. Mà thời gian sắp tới thì em với cả Quốc Bảo cần nhiều việc học ở trường ấy, sẽ nghỉ thêm một vài buổi. Nên là em nghĩ là mình cần tuyển nhân viên càng sớm càng tốt anh ạ. Anh, em có một thằng bạn rất thân, nó có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. À không, em nghĩ là phải dùng cái từ gọi là vô cùng đặc biệt ạ. Bạn ấy trên có mẹ già, dưới có em nhỏ cần chăm sóc. Mà bạn ấy lại còn khỏe mạnh, rồi lại còn nhanh nhẹn, đã thế lại còn cute đáng yêu. Nên là em nghĩ bạn này rất là phù hợp với công việc tiêu chí của mình hiện tại là làm việc giỏi, nhanh nhẹn, tháo vát. Nên là em muốn xin cho bạn em vào vị trí này được không ạ? Dạ, alo. Anh thấy sao ạ? Thôi được rồi, cứ theo ý cậu đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn anh. Sao rồi anh? Đồng ý rồi. Yeah. Đúng là lao công của em. Gia Mỹ, đến rồi à? Mình bắt đầu nhá. Làm xong việc rồi. Ôi, này, tối về nhớ phải xoa bóp cho anh cái lưng ấy nhá. Bù tối hôm qua ôi đau. Anh vẫn còn đau đấy à? Đau lắm. Mà tôi không biết vì ai mà cái lưng của tôi lâm một cái hoàn cảnh khốn cùng này đây. Cũng tại anh chứ bộ. Chơi thua thì phải chịu phạt.
Lớn đầu rồi lại còn chơi cái trò cưỡi ngựa. Cũng thích cưỡi ngựa đấy. Này, bao giờ em mới hết ăn cẩu lương của hai người nhở? Ừ thì cũng kiếm lấy một người rồi phát cẩu lương cho hai đứa này đi. Đúng rồi, cho xin miếng cẩu lương này. Tôi xin, thời gian đâu mà ăn cẩu lương với hai người. Em đi giao hàng đây. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ. Ê Minh Hoàng. Dạ. Ông chủ có gọi điện cho anh, bảo rằng lát đến sẽ gặp em đấy. Gặp em á? Khoảng 30 phút nữa ông chủ sẽ qua đây. Em đi ra hàng nhanh rồi còn về nhá. Dạ em biết rồi. Ừ anh bảo. Gì nữa ạ? Ông chủ của chúng ta rất là khó tính, nên em nhớ không được hỏi nhiều. Ông ấy hỏi gì thì trả lời đấy thôi, biết chưa? Biết chưa? Dạ. Bye em. Em đi ra hàng đây. Đi nha. Bye em. Anh Long, tối anh có về nhà không? Em có chuyện muốn nói với anh. Về để nhìn tụi mày ân ái với nhau à? Cho tao xin đi. Anh đừng có dùng mấy cái từ như vậy được không? Thế mày muốn tao phải nói thế nào? Cảm ơn mày vì đã cướp người yêu của tao à? Hay là chúc hai em hạnh phúc? Đừng có mơ. Em có sao không? Em không sao, cảm ơn anh. Người gì đi với cả đứng, không nhìn trước ngó sau gì cả. Em là nhân viên mới của quán à? Lúc nãy anh Lâm bảo 30 phút nữa ông chủ sẽ tới. Chắc đây là ông chủ rồi. Dạ, em là nhân viên mới ạ. À mà vừa nãy em nghe thấy có tiếng cãi nhau. Anh có sao không ạ? Anh không sao. Mà... mà em tên là gì nhỉ? Em tên là Minh Hoàng. À quên, anh vào quán trước đi ạ. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Mùi hương này... Anh ạ. Ừ.
Anh Long, mấy hôm nay không thấy anh đến quán. Mấy hôm nay anh đến có chuyện gì không ạ? Từ bao giờ mà việc tôi đến quán của tôi lại phải báo cáo cho các cậu biết vậy? Hôm nay tôi đến chỉ là để muốn xem các cậu có phá quán tôi hay không thôi. Anh cứ yên tâm, lượng khách nhà mình ngày một tăng. Lúc mở quán chẳng có một ai cả, nay đã có hẳn hai người rồi đấy anh ạ. Em thấy anh mặt hôm nay hơi căng nên em đùa tí. Anh cứ kiểm tra lại doanh thu tháng này là biết đấy mà. Thôi được rồi, cậu đi làm đi. Tôi có việc phải đi luôn đây. Vâng ạ. À Lâm này, hôm trước thấy cậu bảo có nhân viên mới đúng không? Cậu ta đâu rồi? Bạn ý đi giao đồ cho khách rồi anh ạ. Thế có việc gì không anh? À, không có gì. Lần sau tôi đến, bảo cậu ta gặp tôi. Anh muốn thử đi. Em mới tập pha trà sữa, cũng chẳng biết có ngon không nữa. Em mới pha lần đầu đây hả? Có thật không đấy? À, chắc em phải đi luôn đây. Em tính tiền cho anh với. Dạ thôi ạ. Sao không cần? Ai lấy tiền của anh? Ngại chết. Lần trước cũng đã mời anh một lần rồi, bây giờ lại mời nữa hay sao? Thì anh cũng coi như là vậy đi. Với cả em lấy tiền nhiều của anh cũng ngại. Vậy thôi anh đi nhá. Trà sữa ngon đấy. Em chào anh. Ừ. Rõ ràng anh Lâm anh ấy bảo ông chủ đáng sợ lắm mà ta. Mình thấy cũng bình thường mà. Còn đáng yêu nữa. Này Minh Hoàng, nói ngay. Nói ngay. Em và người vừa rồi có mối quan hệ như thế nào? Là sao ạ? Sao hai người lại có thể thân thiết đến như vậy? Hay là... Này, không hay là gì cả nhá. Đấy chỉ là một mối quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường thôi. Ông chủ? Nhân viên? Ông chủ nào? Ông chủ của ai? Thì ông chủ của chúng mình. Ai nói với cậu đấy là ông chủ của chúng mình? Tôi có nói không? Anh Lâm có nói không? Thế thì em bỏ tiền lương của mình để thanh toán tiền nước cho anh Thiên Khôi mấy ngày hôm nay đi. Chúc mừng em. À, anh ấy tên là Thiên Khôi à? Đúng rồi, anh ấy tên là Thiên Khôi, em trai ông chủ Thiên Long của chúng ta đấy. À, ra là thế.
thế làm sao mà thế? Thì em tìm ra nguyên nhân, lý do vì sao anh ấy hay đến quán mình. Thôi, coi như là một màn ra mắt ấn tượng với người anh em trai thân thiết của ông chủ đi. Thân thiết lắm. Thôi, em đi dọn quán đây. Em có đang nghĩ giống anh không? Anh cũng nghĩ giống em. Giống? Chắc chắn. Cái này có gian tình ở đâu đây? Anh dậy, dậy đi. Lão anh không nghe lời tôi đấy à? Dậy. Nó ngủ quá. Anh không nghe lời tôi đấy à? Dậy. Thôi được rồi. Để anh. Alo. Vi à, tẹo nữa tôi mang quần áo qua trường cho. Đi nấu quần đấy. Alo, Minh Hoàng à? Anh Lâm đây. Alo anh Lâm à? Có chuyện gì đấy ạ? Anh bảo sớm nay anh với cả bảo bối của anh sẽ phải lên trường để nộp bài học kỳ ấy, nên là sẽ đến quán muộn. Anh nhờ em đến sớm mở cửa quán trước được không? Tưởng chuyện gì. Ok anh ơi. Ok, thank you em. đừng. Thank you.
Hôm qua mình khóa cửa rồi mà ta. Xong cậy mở nhỉ. Gì đấy? Cậu là ai? Có biết tôi là ai không? Cậu là nhân viên mới có phải không? Giờ thì cậu biết tôi là ai rồi chứ? Lần đầu tiên ra mắt, ấn tượng đấy. Tôi sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn. Trước tiên, vào pha cho tôi một ly cà phê đặc biệt rồi mang ra đây. Cầm lấy. Uống đi. Phần thưởng ra mắt đấy. Đúng là được ông chủ nặng ôn. Ông chủ yêu quái. Sao đau bụng thế nhỉ? Sao tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Không, chả nhẽ trái đất lại tròn như thế. Ngày mai biết làm thế nào đây?
để cho tôi một ly nước lọc. Quốc Bảo, Minh Hoàng, lấy cho tôi cốc nước lọc. Dạ vâng, thưa ông chủ. Nước lọc của ông chủ. Xin lỗi nhá, tôi làm mất hết tập thể của cậu rồi. Phiền cậu cho tôi một ly nước lọc khác. Vâng ạ. Nước bỏ cho. Tên kiểu đen Minh Hoàng đâu rồi? Minh Hoàng bạn ý đi giao đồ cho khách rồi ạ. Mới đi nên là khoảng một tiếng nữa mới về anh ạ. Gì đấy? Này, Minh Hoàng, nói mau. Em với cả ông chủ có mối quan hệ như thế nào? Em đi dọn đốt bàn. Không dễ thế đâu. Nói mau. Nói nhanh. Chuyện là... Thật ra chuyện nó là này, thế nhưng mà có chắc là chỉ có hiểu nhầm như thế hay là lại giấu bọn này chuyện gì nữa? Khai ra cho hết đi. Chắc tất cả là chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà ông chủ vẫn cứ tìm cách để hành hạ em. Thế nên em mới phải trốn. Mà thôi, em đi order đây. Thôi, mình đi order đi. Anh chủ Thiên Long, em chào anh ạ. Cậu đừng chạy đi đâu. Cậu có biết là mấy hôm nay tôi tìm cậu ở quán mà cậu cứ trốn tôi. Đừng cứ tưởng là tôi không biết. Mà anh tìm em có việc gì đấy? Không có việc gì thì sao tôi phải tìm gặp cậu? À, tên kiểu đen này. Không cần phải sợ. Thực ra ấy, tôi muốn tìm gặp cậu
để hỏi xem cậu có chị hay em gái gì không. Là sao ạ? Thực ra tôi rất nhạy cảm với mùi hương, mà cô gái tôi cần tìm ấy có mùi giống cậu. Anh quen cô gái đấy à? À không, tôi chỉ nhớ tới mùi hương đó thôi. Mà cái mùi hương đó cứ thoang thoảng mỗi khi tôi ở gần cậu ấy. Hay là... Này, không phải như anh nghĩ đâu ấy nhá. Cậu đọc được suy nghĩ của tôi đấy à? Tôi chỉ muốn hỏi cậu là cô gái ấy có phải người yêu của cậu không? À không, tôi không có người yêu. Cô gái đấy là chị gái của tôi. Tôi với chị gái hay dùng chung nước hoa thế không? Có mùi giống nhau. Hóa ra là của chị gái cậu. Vậy thì hãy sắp xếp cho tôi gặp cô ấy một hôm đi. Nếu gặp được ấy, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cậu. Nhưng mà chắc gì chị gái em đã là người anh cần tìm. Với cả đấy uống nước hoa phổ thông mà, ai cũng có thể có. Thôi, em mới giao hàng đây, không khách đợi. Đúng là tên cừu đen, chạy nhanh thật đấy. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi. Em có biết là anh tìm em rất lâu rồi không? Đâu rồi nhở? Mẹ ơi, con tìm thấy nó rồi. Mẹ có vui không? Em mời chị ngồi ạ. Chị dùng gì ạ? Trà sữa. Dạ. Xin lỗi,
Tôi có thể gặp cô nói chuyện một lúc được không? Anh uống nước ạ. Anh cảm ơn. Em ngồi đi. Minh Hoàng này, sau này em có thấy Long để quán không? Anh Long à? Không, dạo này anh Long chẳng đến quán. Có chuyện gì quan trọng không ạ? Anh tìm anh Long một chút cũng không quan trọng đâu. Dạ, có thật sự là không quan trọng không đấy? Bởi vì từ nãy đến giờ em thấy anh cứ lạ lạ làm sao ấy. Anh nhớ nhá, là nếu mà anh cần giúp đỡ cái gì thì em luôn sẵn sàng. Được rồi, nếu anh có cần giúp gì em sẽ nói với anh. Vâng. Em biết cô gái này à? Không, em nhìn nhầm thôi. Nếu em có bất cứ thông tin gì về cô gái này, hãy nói cho anh biết đi. Em không biết cô gái này là ai thật mà. Thật sao? Chết rồi, ta thích làm sao bây giờ? Thôi được rồi. Nếu em có gặp cô gái này, hãy nói cho anh biết rồi nhá. Thì cảm ơn chứ. Mày dám theo dõi tao đây à? Em không theo dõi anh. Mày bỏ ngay cái kiểu giả nhân giả nghĩa của mày đi. Chuyện của tao ấy, mày đừng có mà xía vào. Sao cậu lại biết nó? Cậu và nó có mối quan hệ như thế nào? Anh hiểu nhầm rồi. Anh Khôi đến đây là để tìm anh. Tìm tôi á? Thế những tấm hình trong điện thoại của nó là sao? Rõ ràng nó đang theo dõi tôi mà. Anh đừng có suy nghĩ như thế nữa. Anh Khôi chỉ có ý tốt mà thôi. Ý tốt? Tôi không cần cái ý tốt đạo đức giả của nó. Mà cô gái trong tấm hình đó là người mà tôi đã kể với cậu đấy. Cô ấy có phải chị gái cậu không? Tôi thấy hai người cũng có nét giống nhau đấy. Ừ thì đúng, đây là chị gái của tôi. Thế thì sắp tới tôi có nhiều chuyện cần phải nhờ cậu đấy. Đi, vào. Ngồi đi. Không định trốn tôi nữa à? Tôi có ăn thịt cậu đâu. Đúng là yêu quái. Nói cô là bọc cô lên. Tôi không phải yêu quái. Yêu đen à? Mà chị cậu giờ này sao rồi? Lâu rồi tôi cũng thấy cô ấy. Chị cậu tên gì ấy nhỉ? Minh Hằng ạ. Mà anh Long này, anh không nghĩ là mình sẽ nên nói chuyện đàng hoàng với anh Khôi à? Em nghĩ là hai người có hiểu Minh Hằng có bạn trai chưa? Cô ấy thích gì nhá? Mà cậu cho tôi số điện thoại cô ấy đi. Anh có thể nghe em nói một lần được không? Vậy cậu có thể cho tôi gặp cô ấy một lần được không? Thôi, em nghĩ là có hiểu nhầm. Hiểu nhầm gì đấy đúng không? hiểu nhầm thôi đúng không? hôm nay cứ ăn uống trước đã. Không sai không về, không sai không về nhá. Cho mình gọi đồ với à? Trà sữa đặc biệt ạ.
Trà sữa ngon đấy, có tiến bộ. Mà này, chuyện của chị cậu sao rồi? Cho tôi gặp cô ấy đi. Chị ấy liên quan gì đến tôi? Nếu mà anh muốn gặp chị ấy, tự đi tìm mà hỏi. Cái tên cừu đen này. Tôi mà biết chị cậu ở đâu ấy, thì tôi hỏi cậu làm cái gì? Anh Long, em có chuyện muốn nói với anh. Tháng sau là ngày giỗ bố rồi, anh có về nhà không? Dù có ghét bọn em như thế nào, thì ngày giỗ bố anh cũng nên về nhà chứ. Dù anh có quyết định như thế nào, thì em với anh Khôi sẽ đợi anh về nhà. Anh Long này, dù gì thì dỗ bố anh cũng nên về với gia đình chứ. Tôi chắc rằng lúc ông còn sống ấy, ông yêu thương anh nhiều lắm và rất mong hai anh em sẽ hòa thuận với nhau đấy. Không phải việc của cậu, lo đi làm việc đi. Dạ, chị có đồ uống gì ạ? Cho tôi gặp ông chủ. Cừu đen, đi lấy cho tôi ly nước. Vâng, ông chủ. Tôi nghe thấy đấy. Cuối cùng cũng tìm được. Tiên khiến em say mê ngay từ khi gặp mặt không? Vậy à? Vậy thì đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là say mê. Còn lại mùi hương quyến rũ là của anh nó, là của anh. Chào cậu. Em chào chị ạ. Tôi là Trúc Anh, rất vui được làm quen với cậu. Em là Minh Hoàng. Mà chị tìm gặp em có việc gì không ạ? À cũng không có gì đâu. Người yêu tôi làm ở quán này nên tiện hỏi thăm. Minh Hoàng, nói ngay. Nói ngay. Em và người phụ nữ vừa rồi có quan hệ như thế nào đấy? Lại câu hỏi này. Có gì đâu, cô ta đến chào hỏi và làm quen với em thôi mà. Tớ thấy cô ấy dạo này hay tới quán mình. Đúng, cô ấy bảo là người yêu của cô ấy làm ở đây, thế nên là tới tìm. Người yêu? Người yêu. Tớ với cậu
chắc chắn là không phải rồi. Chỉ có thể là... Sao lại nhìn anh thế? Kìa Minh Hoàng, giải thích cho Bảo đi. Anh thề anh không biết cô ta là ai luôn ý. Kìa Bảo bối, sao em suốt ngày ghen bóng ghen gió thế? Em thích đây. Thì em cũng có biết gì đâu. Người ta chỉ đến và nói lời xin chào với cả em. Nhưng mà lại có một người giật mình. Thì không biết là có phải có tật thật không nữa. Minh Hoàng, anh nói em giải thích cho Bảo, không phải là bảo em đổ dầu vào lửa. Chết anh ngủi. Kìa, Bảo bối, Bảo bối, chuyện không như em nghĩ đâu. Bảo bối, hay là người yêu của anh Long nhỉ? Mình thấy lúc anh Long đi vào là chị ý lại đi ra. Nhưng mà anh Lâm với cả Bảo nói rằng là anh Long lại không thích một mối quan hệ nghiêm túc, chỉ thích tình một đêm mà. Kìa bà bối, anh là tin anh chứ? Kìa, em phải tin anh. Anh thề nếu anh mà nói dối thì anh sẽ bị ông chủ mắng ngay lập tức. Quang Lâm, Minh Hoàng đâu rồi? Dạ, bạn, chắc là bạn ý đi giao đồ cho khách ạ. Tại sao lại để cậu ta đi giao đồ? Thế các cậu để làm cái gì? Tôi đã bảo cậu ta đợi tôi ở quán cơ mà. Dạ. Sao cô cứ bám lấy tôi ra như đỉa thế nhở? Tôi đã bảo là tôi không nhớ cô là ai cả. Sao anh lại không nhớ? Chúng mình đã rất hạnh phúc cơ mà. Em thích anh, em chưa trúng tiếng sét ái tình bao giờ. Anh là người đầu tiên đấy. Này, cô... Em là Trúc Anh, em đã nói cái tên này với anh bao nhiêu lần rồi. Tôi không cần biết cô là Trúc Anh hay Trúc Em gì cả. Tôi với cô chỉ là tình một đêm thôi. Đối với anh là tình một đêm, nhưng đối với em là tình cả đời. Nhưng mà tôi đã có bạn gái rồi và tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. Em không tin, nếu anh đã có bạn gái, sao anh còn qua đêm với cô gái khác? Tóm lại là cô đừng cứ theo đuổi tôi nữa. Tôi không có tình cảm với cô đâu. Bỏ ra! Anh kéo tôi ra đây làm gì? Đi dạo. Tôi bảo đi dạo với tôi. Cậu có thể nhắn với chị cậu gặp tôi được chứ? Tôi muốn cô ấy giả làm bạn gái của tôi. Quả thật, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu cả. Nhưng đối với chị cậu thì đó là tình cảm thật lòng. Có thể là hiện tại thì đó chưa hẳn là yêu, nhưng mà tôi thật sự rất thích chị cậu. Và tôi tin chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ thích và đồng ý làm bạn gái của tôi. Xin lỗi, tôi không thể. Cái này, nếu chị cậu muốn lấy lại thì hãy đồng ý điều kiện của tôi.
Được, tôi sẽ báo chị ấy biết. Nhưng mà chị ấy đồng ý hay không thì tôi không chắc đâu đấy. Với cả chị ấy đang bị đau họng, đừng bắt chị ấy nói. Chỉ cần chị cậu đồng ý giúp tôi thì điều kiện gì cũng được. Cảm ơn cậu. Sợ ở chút nhau để anh nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu. Cũng buồn lắm chứ. Anh Long, em rất vui vì hôm nay anh đã hẹn em. Anh suy nghĩ kỹ lại rồi đúng không? Cô bị ảo tưởng à? Hôm nay tôi gọi cô tới đây là muốn giới thiệu với cô một người. Tôi mong cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Đây là bạn gái thôi, tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm. Anh đang đùa em đấy à? Cô ta... sao có thể... Em không tin đây là bạn gái của anh. Từ khi quen anh tới giờ, anh có bạn gái chẳng lẽ em lại không biết? Cô đừng có mà làm càn. Chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải báo cáo với cô à? Cô không tin đúng không? Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Khuya xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp em anh sẽ ngang qua đời. Phải người vội vã vội đến rồi đi. Mà sao anh yêu em. Ôi, anh Lâm, Bảo. Này. Ôi. Cái gì đấy? Sao anh đưa cho tớ? Lúc chiều, cậu về sớm, anh Long nhờ cậu đưa cho Minh Hằng đấy. Mà em định giấu chuyện này với anh Long đến bao giờ? Nếu anh ấy mà biết em lại chính là Minh Hằng, toàn đấy. Thật tình là em cũng chẳng biết nữa. Chắc là ngày mai em sẽ chính mặt anh Long nhiều nhất có thể. Anh hỏi thật nhá. Em có tình cảm với anh Long rồi đúng không? Chị nói gì đấy? Cậu đừng có giả vờ nữa.
Từ khi tôi nhìn thấy Minh Hằng, tôi đã biết cô ta là một hot girl mạng nổi tiếng. Tôi thấy cậu cũng có cái gì đấy lạ lạ. Ai ngờ theo dõi một thời gian, hóa ra cậu lại chính là Minh Hằng mà. Nếu tôi nói chuyện này cho anh Long biết, thì không biết anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chị định dọa tôi đấy à? Tôi không dọa cậu, nhưng cậu hãy tránh xa anh Long ngay lập tức. Nếu không muốn anh ấy biết, người anh ấy yêu lại là một chàng trai. Được, tôi sẽ tránh xa anh Long. Nhưng mà chị cũng phải hứa là chị sẽ không nói cho anh ấy biết nhá. Ok, thỏa thuận nhá. À còn nữa, nhớ viện một cái cớ để tôi và anh Long đến được với nhau. Nhớ đấy. Anh là ai? Sao anh lại đứng ở đây? Sao tôi lại không được đứng ở đây? Đây là quán của tôi mà. Món quà tôi đưa, chị cậu có thích không? Mà sao mấy hôm nay cậu không đi làm đấy? Gọi điện cũng không được. Tôi có việc riêng, thế nên không nghe máy được. Mà tôi cứ bảo anh Lâm với cả Bảo xin hộ tôi còn gì nữa. Thôi được rồi, ngày hôm nay cuối buổi chiều, cậu đi ra ngoài có chút việc với tôi. Tôi có việc không đi được, xin lỗi. Dạo này cậu làm sao thế nhở? Sao cứ cố tình tránh né tôi thế? Tôi nói rồi đây, tôi có việc riêng, xin phép. Tôi ra trà sữa. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say. Sao lại là cô? Sao anh lại đối xử với em như thế? Chẳng phải là chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Tôi đã có bạn gái và tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. Anh có chắc là cô ta yêu anh, không lừa dối anh không? Ý cô là sao? Em chỉ muốn anh biết rằng ai là người yêu anh và ai là người đáng được tôn trọng. Ngủ yên. Minh Hằng đâu? Tại sao Minh Hằng không đến? Anh Long này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ là anh nên quên Minh Hằng đi và đừng bao giờ tìm chị ấy nữa. Vì sao? Bởi vì... Ê Vĩ, tớ nữa nhá. Cậu mặc cái váy này, tớ mặc cái váy này, rồi mình cùng quẩy trend mới, hợp lý không? Cũng được đấy. Nhưng mà tớ thấy là cái này phải mặc cao cao lên một xíu, ăn mặc hở hang xíu thì nó mới hút view. Hở hang một tí thì mới hút view. Cũng đúng. Mm-hmm.
hay nhỉ. Anh nữa. Anh cảm ơn. Anh Long đã biết chuyện em với Minh Hằng là một người chưa? Dạ chưa. Nhưng mà anh đừng nói cho anh ấy biết nhá. Em sẽ là người nói. Được. Anh sẽ không nói cho anh Long. Nhưng em phải nói cho anh biết lý do tại sao em lại làm công việc xả gái này. Vĩ à? Hello. Minh Hoàng, Minh Hoàng. Hả? Hôm nay tớ mới tìm được một công việc. Cắt xe khá ok. Công việc gì? Mà có đàng hoàng không đấy? Đây. Cậu cứ xem đi rồi biết. Phải giả gái á? Khách hàng bảo mình mặc trang phục nào thì mình phải mặc trang phục đấy. Còn quay clip lại. Ừ, nhưng mà nếu như lượt like và lượt tương tác của mình cao ấy, tiền khá ok đấy. Thôi tôi không làm đâu. Cậu biết là hồi trước tôi từng bị... Tôi biết. Nhưng chuyện này nó không biến thái như anh ta đã từng đối xử với cậu. Hơn nữa, mẹ cậu cũng cần thêm thuốc hàng tháng mà. Mọi chuyện là vậy anh ạ. Vậy sau này em thì sao? Về chuyện anh Long thì cứ từ từ em sẽ nói cho anh ấy biết. Chỉ mong là anh sẽ giữ kín chuyện này rồi em. Anh đã nghe hết câu chuyện của em. Anh hiểu. Anh hứa sẽ không nói cho anh Long biết ở thời điểm hiện tại. Anh cảm ơn anh. À mà chắc trời cũng tối rồi nhỉ. À, anh cũng phải về luôn đây. Em nghỉ ngơi sớm đi nhá. Dạ. Sao ai cũng từ chối tôi vậy? Đưa này! Cô là ai mà có quyền lấy của tôi? Anh say rồi đấy. Tôi không say. Cho cô biết nhé, tại sao hết Mỹ Hạnh rồi lại đến Minh Hằng cứ thế mà bỏ tôi ra đi? Em một bất ngờ. Thế không định mời anh vào phòng à? Anh còn dám đến đây à? Anh có biết là anh đã hại tôi như thế nào không hả?
Được rồi, anh biết lỗi rồi mà. Anh xin lỗi. Cục cưng tha lỗi cho anh. Mình bắt đầu lại từ đầu nhé. Anh đi ra. Tôi không muốn nhìn mặt anh ở đây nữa. Anh Long này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ là anh nên quên Minh Hằng đi và đừng bao giờ tìm cô ấy nữa. Vì sao? Bởi vì cô ấy không thích anh. Cô ấy không muốn dây dưa vào tất cả mối quan hệ rắc rối của anh. Cô ấy nói với tôi rằng là tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Anh nên chọn Trúc Anh. Cô ấy mới là người xứng đáng. Các người không có quyền bắt tôi phải yêu ai hay là từ bỏ ai. Đấy là chuyện riêng của tôi. Kể cả cậu cũng vậy đấy. Anh nên từ bỏ những thứ không thuộc về mình và đừng bao giờ cố chấp vì một người không yêu mình nữa. Chẳng là gì cả, đã là gì đâu. Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu. Tổn thương quá nên chẳng còn đau. Buồn giàu thấy anh thương người. Minh Hoàng, anh rất nhớ. Em không nhớ anh sao? Anh, cút khỏi đây. Đừng để tôi kêu lên. Ở đây tôi không sợ anh đâu. Từ ngày rời xa tôi, em trở nên càng ngày càng vui quá. Em không còn nhớ những tấm hình này của chúng ta sao? Bà bối, em đã làm xong bài tập chưa? Em làm xong rồi. Xong rồi à? Quế, yêu nghe lời đi. Tí, cho anh làm đi nha. Minh Hoàng, em vào đi. Chưa ngủ à? Chưa. Này, em hỏi hai người một chuyện được không? Chuyện gì mà có phải tâm sự ấy? Nếu bây giờ người yêu cũ của hai người xuất hiện và nói muốn quay lại, nhưng trước đây anh ta đối xử rất tệ với hai người, thì hai người sẽ cảm thấy như thế nào? Sao cậu lại hỏi lạ vậy? Mấy ngày nay người yêu cũ của tớ xuất hiện, anh ta nói muốn quay lại với tớ. À, có phải là cái anh chiều nay ở trong quán mà đè em xuống ghế đúng không?
lúc đấy anh Long có nói với anh, nhưng mà anh lại không tin chứ. Ai ngờ đấy là thật. Minh Hoàng, anh yêu em. Em có yêu anh không? Anh hỏi cái gì đấy? Em đã trả lời với anh 100, 1000, 1000, 1000 lần rồi. Là em yêu anh. Rất yêu anh. Vậy em sẽ làm tất cả vì anh chứ? Tất nhiên rồi. Qua nhà anh nhé. Anh có điều bất ngờ dành cho em. Em mặc bộ đồ này vào nhé, giúp anh quay một đoạn clip nhỏ. Anh đang làm bản báo cáo nhưng mà lại thiếu mất người mẫu. Nhưng bộ đồ này là sao ạ? Đây là đồ nữ mà. Em là con trai. Em chỉ cần thả gái rồi quay giúp anh một đoạn clip ngắn là được. Anh sẽ trang điểm thật xinh đẹp cho em. Đi mà. Chẳng lẽ em không yêu anh nữa? Em giúp anh lần này nữa nhé. Anh với em sẽ cùng tạo một bộ hình giống như thế này. Chỉ một lần này nữa thôi. Cục cưng ngoan, nghe lời anh. Cái này là gì nữa hả? Em đã quay chụp cùng anh không biết bao nhiêu clip và hình ảnh rồi. Bộ này em không chụp đâu. Sao vậy? Nhưng lần này sẽ khác. Em mặc như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp. Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao? Anh đừng... Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt à? Hình như tôi chiều hư em quá rồi đúng không? Đúng là tên biến thái mà. Thế sao giờ hắn còn đến tìm cậu để làm gì? Thì anh ta nói xin lỗi, muốn quay lại với tớ. Nhưng mà tớ sợ. Nhưng mà em còn yêu anh ta không đã? Không. Chắc chắn là không. Đối với anh ta ấy, em chỉ thấy ghê tởm và khinh bỉ. Đã từ rất lâu nó không còn là yêu nữa rồi. Nhưng bây giờ em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Anh ta đe dọa là nếu mà em không đồng ý quay lại thì anh ta sẽ gửi những cái tấm ảnh clip của em cho anh Long xem. Anh Long? Sao hắn lại biết anh Long? Tớ cũng không biết. Minh Hoàng! Cục cưng,
Anh đợi em ấy lâu rồi đấy. Đi đâu? Anh ta là ai đây? Ngoan lắm. Hôm nay anh sẽ thưởng cho em. Sao anh lại biết chỗ này? Sao tôi lại không được biết? Nhìn cậu dạo này có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Đi chơi đến giờ này mới về cơ mà. Anh đến đây làm gì? Nếu mà anh đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như thế thì anh đi về đi. Tôi đến đây để nói với cậu rằng tôi sẽ quen với Trúc Anh như lời chị cậu đã nói. Và tôi muốn thông báo với cậu để cậu nhắn lại với cô ấy. Chào cô, tôi là Duy Khánh, là người có thể giúp cô có được tên Thiên Long kia. Tôi biết cô rất thích Thiên Long, còn tôi lại muốn có được Minh Hoàng. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Đôi bên cùng có lợi. Ý anh là gì? Tôi sẽ không làm hại anh Long đâu. Tôi có bảo cô làm hại ai đâu. Tôi sẽ tìm cách tách Minh Hoàng ra khỏi Thiên Long. Còn cô nhân cơ hội đó mà đến bên anh ta, rồi anh ta sẽ thích cô thôi. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần có được trái tim anh Long, còn Minh Hoàng thì anh cứ giữ lấy. Là gì cả, đã là gì đâu. Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu. Tổn thương quá nên chẳng còn đau. Buồn giàu thấy anh thương người sâu. Sợ ở trước nhau để anh nói ra câu là cảm chẳng còn gì bấy lâu. Em cũng buồn lắm chứ, với hôm ấy có tiếng nước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể ngồi ngoài. Anh lại uống rượu đấy à anh Long? Tôi sẽ bắt taxi cho anh về. Để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước. Em đầy tổn thương, phù đầy mù sương. Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để.
chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Khuya xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp em anh dễ ngang. Gần hơn nữa đi, em chẳng muốn lạc mất nhau, hay ta cứ say hoài đêm mai để chẳng xa rời nhau. Gần hơn nữa đi, em chẳng muốn tình rất lâu, hay ta cứ say hoài nói với em anh không người. Gần hơn nữa đi, em chẳng muốn lạc mất nhau, hay ta cứ say hoài đêm mai để chẳng xa rời nhau. Gần hơn nữa đi, em chẳng muốn tình rất lâu, hay ta cứ say hoài. Long ơi, sao lại có cảm giác này được? Không đúng, mày là trai thẳng cơ mà. Cảm giác mình có với cậu ta rất đặc biệt. Không lẽ mình lại thích cậu ta rồi sao? Chắc chắn không thể được. Một thiên long sát gái khiến biết bao nhiêu cô gái mê mệt muốn lên giường. Sao bây giờ lại có cảm giác thích thú với một chàng trai được chứ? Điền quá. Nhưng mà tên cừu đen này cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Mình có nên thử một lần không nhỉ? Mày tới đây làm gì? Trả đây! Anh còn thôi mấy hành động trẻ con của anh đi được không? Anh tưởng anh cứ làm như vậy mà Minh Hoàng sẽ trở về bên anh hay sao? Anh hãy quên Minh Hoàng đi. Cô ấy không có thật đâu. Anh hãy tỉnh táo ra một chút. Ý mày là sao? Em không muốn nói sự thật cho anh, vì em đã hứa với Minh Hoàng. Nhưng em đã từng chứng kiến anh đau khổ một lần rồi. Em không muốn anh đau khổ thêm bất cứ một lần nào nữa, đặc biệt vì một người con gái không có thật. Thì em chấp nhận là một người thất hứa. Mày nói rõ vấn đề ra đi. Minh Hằng thực chất là Minh Hoàng giả gái.
Anh Long. Anh làm sao đấy? Sao từ lúc quen em tới giờ anh cứ như người trên mây ấy? Anh Long, anh có nghe em nói gì không? Chắc em sai rồi. Yêu một người là làm cho người ta hạnh phúc, chứ không phải là chiếm hữu người ta. Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu. Được rồi, coi như anh thắng, cậu ta cũng thắng. Em chỉ chiếm được thể xác của anh, còn trái tim anh lại hướng về nơi khác. Ta chẳng còn gì bấy lâu. Em không cần một người như vậy. Ý cô là gì? Rốt cuộc thì anh cũng chịu nói chuyện với em. Chỉ khi nào em nhắc đến cậu ta thì anh mới chịu trả lời em. Chúng ta hôm nay chính thức chia tay. Em hy vọng anh được hạnh phúc. Minh Hoàng, cậu ấy là người tốt, đáng được yêu thương. Anh hãy giữ lấy cậu ấy. Em yêu, nhớ anh rồi à? Chứ sao nữa, mấy hôm rồi, không cho người ta gặp rồi đấy. Để hôm nào gặp, anh đến cho nhá. Thế, việc anh nhờ em đến đâu rồi? Ổn cả rồi, nhưng mình làm vậy có quá đáng với Minh Hoàng không anh? Anh không quan tâm, điều quan tâm của anh bây giờ là chỉ có gia vị của anh thôi. Sao cô lại đuổi ý? Chẳng phải chúng ta đang hợp tác ăn ý sao? Anh nên dừng lại đi. Tôi biết anh cũng không yêu thương gì Minh Hoàng cả, thì anh giữ cậu ấy bên cạnh làm gì? Anh đừng tưởng rằng những trò biến thái đấy của anh tôi lại không biết. Trò biến thái á? Cô, tôi đây, nước sông không phạm nước giếng. Tôi yêu Minh Hoàng, tôi muốn có được Minh Hoàng. Còn cô, chẳng phải cô cũng đạt được mục đích có Thiên Long rồi sao? Yêu á? Anh nói ra lại làm tôi thấy buồn nôn đấy. Anh chỉ đang lợi dụng Minh Hoàng vì mục đích xấu xa của mình thôi. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết những hình ảnh anh đang phát tán ở trên mạng là ảnh anh bắt ép Minh Hoàng chụp. Còn nữa, anh muốn biến cậu ấy thành một món đồ đúng không? Nếu tôi tố cáo chuyện này với công an thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có bị tố giác hình sự không? Cô không phải hù dọa. Cô có bằng chứng gì? Tôi biết anh sẽ nói như thế mà. À, con khốn. Anh yên tâm, tôi với anh nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hiện tại, hạnh phúc của anh Long là Minh Hoàng. Còn tôi thì lại không muốn anh ấy buồn. Anh hiểu ý tôi chứ?
rồi. Này, cái này sao? Tôi đã biết chuyện cậu và Minh Hằng là một người, nhưng tôi vẫn muốn nghe lời giải thích từ cậu. Em xin lỗi. Thật ra em cũng không định lừa dối anh hay gì đâu. Chuyện em và Minh Hằng là một cũng chỉ do tính chất công việc của em thôi. Đúng thật là lúc mà anh nói anh thích Minh Hằng thì em nên nói tất cả cho anh biết. Nhưng mà em lại sợ anh ghét bỏ và xa lánh em. Em xin lỗi. Em thích anh. Em rất 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 thích anh. Nên là nếu anh ghê tởm em ý thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào? Tôi không biết yêu một người con trai sẽ ra sao, nhưng tôi biết cảm giác của tôi với cậu ngay lúc này là như thế nào. Tôi muốn xác nhận với cậu một chuyện. Ta rời ý thật à? Đúng là không nên làm việc với đàn bà mà. Con Điếm đấy làm hỏng hết kế hoạch của anh rồi. Có cách nào khác không? Hay là mình dừng lại đi anh? Em thấy mọi chuyện đi quá xa. Dừng lại á? Dừng lại sao được? Anh đã nhận tiền rồi. Và bây giờ tìm người khác thay thế khó lắm. Lão già lần này chỉ thích trai trẻ giả gái giống như Minh Hoàng thôi. Hay là em cứu anh lần này nhé. Ý anh là sao? Em sẽ thay thế vị trí của Minh Hoàng. Chẳng phải em giả gái cũng rất xinh sao? Em mà đi lần này chắc là ta sẽ bo cho em một khoản khá khá đấy. Anh hứa chỉ làm nốt vụ này thôi, rồi anh với em sẽ mở một tiệm bánh nhỏ như ước mơ của em. Em không muốn nghĩ đến tương lai tươi đẹp đó sao? Này, Minh Hoàng, sao hôm nay vui thế? Vì hôm nào Minh Hoàng chả vui. Hôm nay lại vui hơn đến 1.000 tỷ lần đấy. Em biết tại sao không? Tại sao nhở? Có kẻ hôm nay được tỏ tình. Này, em cứ chuẩn bị tinh thần là mình sẽ được nhét một đống cầu lương vào mồm. Mỏi miệng. Vậy là sắp tới chúng ta phải gọi là bà chủ Minh Hoàng. Dạ, bà chủ Minh Hoàng. Không được làm bà chủ buồn. Nếu không á là sẽ bị chủ lương. Hai người đừng có mà trêu em nữa. Thôi, không đùa nữa. Đỏ mặt lên rồi kia kìa. Nhưng mà anh bảo thế hôm nay anh Long không đến quán à? Anh đang định nói chuyện với anh Long
vài thứ. Anh Long ở nhà lo dỗ bố. Dỗ bố? Dỗ bố? Vậy là sóng gió gia tộc nhà họ Hoàng Thiên đã được giải quyết êm đềm rồi. Êm đềm rồi đấy. Cũng coi như là thế. Thì mỗi người nhường nhau một chút, thế là êm đẹp mà. Không thể tin được. Ơ, này, thế nhưng mà thế hôm nay con dâu mới của dòng họ Hoàng Thiên không về nhà để ra mắt nguyên cả một dòng họ ư? Đã bảo đừng trêu em nữa rồi mà. Thì hôm nay em cũng định qua đấy, nhưng mà ở quán có chút việc. Thế nên là chắc tầm trưa em sẽ sang. Thôi, làm việc đi, trưa con đi. Em lo bàn nhá. Alo, David à? Tớ có chuyện cần nói với cậu. Mai mình gặp nhau được không? Thế đi qua quán tớ nhá. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi. Được chưa? Tớ xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là do tớ cả, nên anh ta mới đối xử như thế với cậu. Cậu có biết là tớ buồn lắm không? Tớ tin tưởng và coi cậu như một người bạn thân. Nên tớ hiểu lý do vì sao mà cậu làm như vậy. Thế bây giờ cậu có còn yêu anh ta chứ? Thực ra tớ vẫn còn tình cảm với anh ta, nhưng anh ta đáng sợ quá. Tớ không muốn phải làm theo ý anh ta nữa. Bây giờ tớ phải làm sao hả Minh Hoàng? Xin lỗi vì anh hơi nhiều chuyện. Anh cũng vừa nghe qua câu chuyện của Gia Vĩ rồi. Anh nghĩ rằng mình có thể giúp được em. Anh sẽ không để cho hắn làm hại thêm bởi ai nữa cả. Anh là Minh ạ. Khách đặt thêm hai trà sữa anh đào full topping ạ. Hai trà sữa anh đào full topping. Còn ai? Đi làm đồ với anh nhá. Ok, đã cấm. Anh Long, anh mới tới ạ. Anh tới để xem vợ chồng cô cậu quản lý quán văn ra sao chứ. Em chắc chắn nhá, là có chị Hạnh với anh Khôi ở đây thì việc kinh doanh của quán chỉ có đi lên. Này. Như nào? Gia Vĩ, cậu đã quen hết với công việc ở trong quán chưa? Cũng tạm ổn rồi. Nhưng có điều tớ thấy phải học hỏi thêm nhiều ấy. Tạm ổn được rồi. Có gì cần hỏi thì chắc là phải nhờ anh Lâm với cả Bảo chỉ thêm cho Gia Vĩ nhá. Ok em. Ơ thế là em đi luôn à? Mà bọn anh đã kịp ăn cẩu lương của em đâu. Anh là cái chiếc của em. Thật ra thì anh Long có công việc ở trong đấy rồi à. Thế nên là bọn em phải đi sớm. Thế thì cứ đi thôi. Nhưng mà bao giờ có thời gian để ra đây chơi bọn anh nhá. Ok luôn anh ơi. Ok em ơi. Anh biết rồi, nhớ những gì anh dặn đấy. Dạ vâng.
Mấy anh chị em tâm sự kỹ quá. Mình phải đi thôi, không trễ giờ bay mất. Chắc bọn anh phải đi luôn thôi. Mà này, cháu anh ra đời ấy, nhớ phải gọi điện cho anh gặp mặt cháu đấy. Tất nhiên rồi. Mà thôi, anh mới Minh Hoàng đi cho kịp giờ bay. Em chào anh chị. Mấy đứa lại làm việc cẩn thận nhá. Nhưng trong tim băng khoáng chẳng coi xem này vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em. Yêu hay không yêu thương anh em hãy nói, trao nhau đôi môi rồi sẽ trở thành đôi. Anh đang chơi vơi, liệu em có bước tới? Chẳng chậm nói đôi lời khiến anh chợt vui cười. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em.